Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về dự án Colen nha các bạn. Rồi thì hiện tại dự án Colen đã chính thức cho chúng ta khai thác trên cái app Satoshi rồi nha các bạn. Dự án đã mở khai thác vào lúc 3 giờ chiều ngày 25 tháng 5 nha và hiện tại bạn nào mà chưa đăng ký khai thác á thì các bạn à, tải cái app á, Satoshi Mining về để mà khai thác nha các bạn. thì bạn nào mà chưa tải á, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần bình luận để mà các bạn tải cái app Satoshi Mining về để mà chúng ta đăng ký nha. rồi sau khi mà các bạn à, vào à, giao diện của cái app Satoshi như thế này nè, à, các bạn tiến hành à, thêm tài, à, thêm dự án chúng ta mới có thể khai thác được nha. rồi ở giao diện à, trang chủ như thế này, ở ngay chỗ này nè, có cái chữ thêm dự án này, các bạn bấm vào dấu cộng nè. Rồi tại đây các bạn tìm cho mình cái dự án cô lên là đây nó nằm ở đầu luôn nha các bạn Thì các bạn bấm vào dự án là bấm vào cái logo này luôn bấm vào Rồi tại đây thì các bạn có thể bấm vào cái chỗ cái chữ phía bên trên góc phải là chữ thêm Airdrop nha Còn ở đây thì mình đã thêm rồi cho nên nó hiện ra cái chữ thốt Airdrop Tức là mình đang đã thêm rồi cho nên mình đã khai thác rồi cho nên nó mới hiện ra chữ thốt nha Còn bạn nào chưa thêm thì các bạn bắt buộc phải thêm các bạn mới khai thác được nha rồi thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó cho chúng ta khai thác đó là 500.000 nha 500.000 cái đồng cô lên nha các bạn thì đây là cái tiến độ của nó nè còn số người tham gia là không hạn chế nha cái tổng số hạn chế băm là 300.000 thôi nha các bạn tối đa là 300.000 băm rồi thời gian bắt đầu là 3 giờ chiều nè ngày 25 tháng 5 nè rồi thời gian kết thúc dự kiến nè là 9 giờ ngày 30 tháng 6 nha các bạn và cho phép rút cũng là 9 giờ ngày 30 tháng 6 luôn thì cái dự án cô lên nè là một dự án cho vay nha cho vay tiền điện tử đó các bạn đấy các bạn hiểu đơn giản là như vậy nha rồi à để mà tăng tốc độ khai thác thì à, các bạn có thể làm một số cách như sau. Đầu tiên á, đó là các bạn bấm vào ngay chỗ cái tăng lợi nhuận phía trên à, bên phải nè các bạn bấm vào. Thì tại đây á các bạn có thể sao chép cái URL nè, tức là cái đường link để mà các bạn đi mời bạn bè nha. Bạn bè thì các bạn có hai cấp nha, bạn bè cấp 1 nè và bạn bè cấp 2 nè. Bạn bè cấp 1 á các bạn sẽ nhận được 20% cái tổng băm hợp lệ của bạn bè nè. Bạn bè cấp 2 á thì các bạn sẽ nhận được 10% cái tổng băm hợp lệ của bạn bè nè. Đấy thì các bạn có thể sao chép cái url này để đi mời bạn bè để tham gia nha các bạn rồi và cách tăng tốc độ cơ thể thứ hai đó là các bạn có thể trao đổi thẻ băm và thẻ tặng nha thì để mà trao đổi thẻ băm và thẻ tặng thì các bạn bấm ngay chỗ thẻ tặng nè đây chỗ này có thẻ tặng nè chỗ này thẻ băm thẻ tặng hai cho hai thẻ giống này nha rồi ví dụ các bạn bấm vào thẻ băm đi thì đầu tiên các bạn bấm vào thẻ băm thì các bạn có thể bấm vào chữ đề nghị nè À, nếu mà các bạn muốn làm chủ phòng á, thì các bạn có thể tạo một cái phòng 5 người Ví dụ ở đây mình tạo phòng 5 người Còn bạn nào muốn tạo 4 người, 3 người gì đó là chuyện của các bạn Ví dụ mình tạo 5 người đây Rồi mình bấm vào chữ đề nghị nè Thì mình sẽ tạo ra một cái phòng mà đó là 5 người nha các bạn Đây 5 người nè Mình sẽ sao chép nè Sao chép cái mã thẻ băm nè Mình đi chia sẻ cho bốn người bạn nữa Là vào phòng của mình là sẽ thành cái phòng 5 người Để mà chúng ta cùng nhau khai thác cho nó nhanh hơn nha các bạn Rồi đây là cái thẻ băm nha Còn nếu mà các bạn... À, không muốn chá tạo phòng á, mà các bạn muốn tham gia thì các bạn bấm vào ngay chỗ cái chữ tham gia nè ngay bên đây là đề nghị là tạo phòng còn bên đây là tham gia tức là mình mời các bạn các bạn tham gia vào phòng của mình các bạn bấm chữ tham gia nè rồi tại đây thì các bạn nhập cái mã thẻ thẻ bầm của mình vào nha để mà vào chung phòng với mình nha các bạn đấy thì khi, khi đủ 5 người á mình sẽ xác nhận để mà 5 người cùng nhau tăng tốc độ khai thác nha các bạn mình cũng tăng tốc độ khai thác mà bạn cũng tăng tốc độ khai thác đôi bên cùng có lợi nha các bạn rồi tiếp theo đó là các bạn trao đổi thẻ tặng nè, các bạn bấm vào cái mục thẻ tặng nè rồi tại cái mục thẻ tặng này á thì các bạn có thể đi trao đổi một một nha tức là các bạn sao chép cái mã thẻ nè để các bạn có thể đi mời một người bạn nào đó vào chung khai thác chung một cái thẻ nha nói chung cái thẻ tặng này là chỉ có hai người tham gia chung một cái thẻ thôi nha các bạn đấy là các bạn bấm vào chữ sao chép để mà mời còn nếu mà các bạn muốn sử dụng thẻ tặng của người khác, ví dụ là mình mời các bạn thì các bạn bấm vào chữ sử dụng thẻ tặng ở trên này góc phải nè, bấm vào rồi các bạn nhập thẻ tặng của mình vào để mà tăng tốc độ khai thác nha. Và cái thẻ băm thẻ tặng này mình sẽ để bên dưới phần bình luận để cho các bạn nhập. Hoặc là các bạn nào muốn trao đổi thẻ băm thẻ tặng thì các bạn có thể để lại bình luận để cho các bạn khác cùng nhau nhập vào để cùng nhau tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Đấy là cách mà chúng ta có thể tăng tốc độ khai thác nha. Rồi và khai thác dự án này cũng khá đơn giản các bạn. Ở đây có chủ nhận nè. Thì nếu mà các bạn để đầy 25 vòng á, thì nó sẽ ngừng khai thác nha. Cho nên mỗi một ngày các bạn có thể vào bấm hai lần, cứ khoảng 12 tiếng các bạn vào bấm chủ nhận này một lần là nó không có đầy nha. Nó đầy là nó ngừng khai thác, các bạn phải bấm nhận nó mới khai thác tiếp nha các bạn ấy nói chung khai thác dự án này cũng khá đơn giản nha các bạn thì dự án này khai thác khá là ngắn nha các bạn đến ngày 30 tháng 6 là nó ngừng rồi cho nên chúng ta tranh thủ khai thác nha các bạn rồi cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau